Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, gia đình con có ông nội chết trong thời chiến loạn lạc, không tìm thấy xác và không có phần mộ. Bây giờ đi xem ra là phải xây mộ giả. Con muốn hỏi là nghi thức khóa lễ làm như thế nào cho đúng pháp ạ? Khi xây mộ giả đó thì phải viết hay làm gì để chôn cất ở bên trong không ạ? Con mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết để làm đúng pháp ạ. Cái này chúng ta không tự làm được, mà cái này phải có các thầy hướng dẫn và làm cho chúng ta. Cái này chúng ta không tự làm được. Cũng giống như chúng ta không phải bác sĩ mà chúng ta tự mua thuốc về chúng ta uống là chết toi. Có những cái chúng ta tự làm được, ví dụ chúng ta tự tụng kinh niệm Phật, hồi hướng thì được. Nhưng mà các cụ mong mỏi như thế chúng ta phải làm, thì chúng ta phải nhờ các thầy. Nhờ các thầy. Có thể dịch giã như thế này không đến được chùa Khai Nguyên thì ra chùa làng nhà mình để hỏi xem các thầy chùa làng có làm được không, giúp được cho cái đấy không. Thường làm cái này thì ngày xưa các cụ hay làm gì? Hay lấy cành dâu để làm xương. Lấy cành dâu để làm xương. Và lấy gì? Lấy cái quả dừa đó. Cái quả dừa để làm đầu. Đấy, lấy cái cành dâu người ta bó thành gì? Từng cái ví dụ như xương giống chân, xương giống tay, rồi xương sườn các thứ mình xếp đó. Kiểu như là y như là cái xếp kiểu như cái xương. Người ta tính bao nhiêu cái xương sườn, 36 cái xương sườn thì 36 cái đốt cành dâu nhỏ nhỏ, vân vân. Đó, ngày xưa người ta lấy cái đấy thì phải hỏi. Hỏi người ta mới hướng dẫn cho, các sư hướng dẫn. Bây giờ thì đang dịch như thế này, các thầy ở đây cũng chẳng làm gì được. Nhưng biết đâu đến tháng 10, tháng 11 nếu mà hết dịch, thì không phải là vùng dịch, Hà Nội hay là ở đâu đó, Phật tử ở đâu đó không phải vùng dịch, thì có thể thầy cho các sư đến giúp cho thì cũng được. Vì cái này chùa chúng ta cũng giúp cho một vài trường hợp như thế này rồi. Vì có các cụ đi chiến tranh, hy sinh là các cụ chưa được giải thoát, chưa được siêu thoát đó, là các cụ vẫn còn chấp vào cái thân. Nhưng bây giờ chúng ta không tìm thấy thân nữa thì có cái cách đó để làm cho các cụ gì? An tâm. Đây gọi là phương pháp làm cho an tâm. Mà cốt là cái ở gì? Ở cái lòng thành của các con cháu gia đình cũng như là các vị các quý thầy họ làm lễ cho đó. Thế thì là ổn thôi. Cái trường hợp này cũng giải quyết cho mấy trường hợp như vậy rồi.